Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Chúc quý vị sẽ có những giây phút thoải mái và cùng xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị cùng chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 9, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 12.420 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 6.138 ca phát hiện ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 17 giờ ngày 8 tháng 9 đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.420 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 12.399 ca ghi nhận trong nước với 6.138 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 5.549 ca, Bình Dương 4.531 ca, Đồng Nai 880 ca, Long An 412 ca, Tây Ninh 161 ca, Kiên Giang 135 ca, Tiền Giang 115 ca, Khánh Hòa 77 ca, Đắk Lắk 61 ca, Cần Thơ 53 ca, Quảng Bình 50 ca, Bình Thuận 44 ca, Đồng Tháp 41 ca, Đà Nẵng 35 ca, Hà Nội 35 ca, Bình Định 29 ca, An Giang 28 ca, Bình Phước 20 ca, Đắk Nông 19 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 16 ca, Thanh Hóa 15 ca, Phú Yên 15 ca, Bến Tre 12 ca, Bạc Liêu 12 ca, Quảng Nam 10 ca, Sóc Trăng 9 ca, Nghệ An 8 ca, Gia Lai 7 ca, Quảng Ngãi 6 ca, Hưng Yên 4 ca, Cà Mau 4 ca, Bắc Ninh 2 ca, Trà Vinh 1 ca, Quảng Trị 1 ca, Ninh Thuận 1 ca, Bắc Giang 1 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca nhiễm. Đến nay có 9 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm 24.781.185 liều, trong đó tiêm một mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều. Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách giữa F0 nhập viện và ra viện đang thu hẹp. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại khoảng cách giữa số ca mắc COVID-19 nhập viện và xuất viện đang được thu hẹp. Dự báo, thời gian tới, số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện. Ngày 9 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo khẩn về kết quả các giải pháp giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn. Theo nhận định của đơn vị này, tình hình tử vong do COVID-19 của thành phố đã có biến chuyển. Tuy nhiên, việc giảm số ca tử vong còn chậm. Theo các số liệu về dịch tễ, hiện tại tổng số ca mắc COVID-19 đang cách ly, điều trị, số ca mắc mới trong ngày, số ca nhập viện và xuất viện trong ngày đều có xu hướng tăng. Sở Y tế cho rằng, điều này phù hợp với việc đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Số ca F0 nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện. Tuy nhiên, khoảng cách này đang bị thu hẹp dần. Dự báo thời gian tới, số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. Ngoài ra, ngành y thành phố đánh giá số lượng F0 cách ly tại nhà có xu hướng tăng nhanh do Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chăm sóc và theo dõi F0 tại nhà. Tỷ lệ F0 cách ly tại nhà cần nhập viện cũng đang đà giảm, có thể do các trạm y tế lưu động tại phường, xã, thị trấn và gói thuốc điều trị COVID-19 phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, về tổng thể tình hình hiện nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số trường hợp nhập viện với tình trạng nặng cần hỗ trợ hô hấp còn ở mức cao. Điều này tương ứng với số ca mắc COVID-19 tử vong trên địa bàn còn ở mức cao. Đối với các biện pháp kéo giảm số ca tử vong do COVID-19 thời gian qua, thành phố đã đảm bảo thiết lập đủ cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Cụ thể, toàn địa bàn có 191 cơ sở cách ly tập trung với tổng quy mô hơn 35.000 giường bệnh, 81 bệnh viện ở tầng điều trị thứ hai với hơn 64.000 giường và trung tâm hồi sức chuyên sâu ở tầng 3 với 4.600 giường. Đối với các tầng điều trị, ngành y thành phố đã đảm bảo nhân lực và năng lực chuyên môn theo phân tầng. Ngoài việc huy động tối đa nhân lực tại các bệnh viện, trung tâm trực thuộc Sở Y tế, thành phố còn huy động thêm các giảng viên, sinh viên trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo ngành y trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhân lực tại các cơ sở y tế tư nhân. Thành phố cũng huy động các F0 khỏi bệnh
cùng tình nguyện viên trên địa bàn và các tỉnh thành khác tham gia công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Thời gian qua, thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố với gần 14.000 nhân lực tham gia phòng chống, điều trị COVID-19. Trong ngày 8 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 7.309 bệnh nhân mắc COVID-19 trên toàn địa bàn. Trong ngày, thành phố có thêm 3.116 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn quyết định. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi các cán bộ y tế đồng lòng trong cuộc chiến lần thứ tư chống dịch COVID-19 vì đằng sau chúng ta là hàng triệu người dân. Ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế. Trong gần 3 tháng qua, hàng chục vạn cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên y tế từ mọi miền trong cả nước, nhất là lực lượng cán bộ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam, miền Trung, đã và đang quyết tâm dồn sức trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, vượt qua gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống, bảo vệ sự an lành và sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, sẻ chia và sự động viên, khích lệ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp của ngành y tế cả nước trong giai đoạn đầy thách thức này. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của nhiều người dân, trong đó có cả những cán bộ y tế và lực lượng tuyến đầu. Chúng ta đã trải qua những sang chấn tâm lý khi phải chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch gây ra cho người bệnh, cho đồng nghiệp và cho chính bản thân mình, Bộ trưởng viết trong thư. Đội ngũ thầy thuốc đã bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt trong điều kiện làm việc căng thẳng, đồng thời cũng gác lại tình cảm riêng tư và chịu những mất mát, hy sinh. Cuộc chiến chống COVID-19 còn khó khăn, thách thức, nhưng tất cả những điều đó không làm chùn bước, sờn lòng cán bộ y tế, bởi vì đằng sau là hàng triệu người dân. Đó là động lực, là sự quyết tâm để chúng ta vững tin chiến đấu với dịch bệnh. Niềm vui của người thầy thuốc lúc này là ngày có thêm nhiều địa phương kiểm soát được dịch, nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch được khỏi bệnh và quay trở lại với cuộc sống, Bộ trưởng chia sẻ. Theo Bộ trưởng, cuộc chiến chống COVID-19 đang bước vào giai đoạn quyết định. Nhân dân cả nước cùng các lực lượng tuyến đầu đang dồn tâm, sức, lực để kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam với mục tiêu đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Vì thế, Bộ trưởng kêu gọi các cán bộ y tế cùng quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng cũng mong chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và cộng đồng dành sự quan tâm lớn hơn nữa đối với đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng tình nguyện và các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Sự quan tâm, ủng hộ, yêu thương lúc này sẽ là động lực mạnh mẽ để các lực lượng sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, Bộ trưởng nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Y tế chưa rút lực lượng hỗ trợ khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định không có lý do nói lực lượng y tế chưa được quan tâm để xảy ra tình trạng thiếu thốn. Ngoài ra, các lực lượng y tế hỗ trợ chưa rút nhân lực khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Buổi họp báo có sự tham gia của ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại phía Nam. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế đã thông tin cụ thể về việc đảm bảo các chính sách cho lực lượng y tế tuyến đầu trên địa bàn và các lực lượng hỗ trợ. Ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định, lực lượng nhân viên y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như lực lượng hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh, thành đều nhận được sự quan tâm đặc biệt trong quãng thời gian cùng chung tay chống dịch. Không có tình trạng nhân viên y tế gặp thiếu thốn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn phức tạp, khó lường. Lực lượng y tế đã huy động gần 20.000 cán bộ, nhân viên y tế trong giai đoạn đầu dịch. Tuy nhiên, nguồn lực này không đủ đáp ứng trong bối cảnh số lượng F0 ngày càng tăng trong giai đoạn gần đây. Trước bối cảnh đó, Bộ Y tế đã huy động các lực lượng y tế từ Trung ương, các địa phương và lực lượng tư nhân tham gia chống dịch cùng thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 100 ngày qua. Cụ thể, gần 6.700 nhân lực hỗ trợ đã được phân chia công việc tại các tầng điều trị của thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện dã chiến, công tác xét nghiệm, tiêm chủng vaccine COVID-19. Chúng tôi khẳng định, ngay từ những ngày đầu, các lực lượng y tế được điều động từ Trung ương, các tỉnh thành đã nhận được sự quan tâm chi tiết chỗ ăn, chỗ ngủ, các điều kiện sinh hoạt khác. Không có lý do nào để nói lực lượng y tế chưa được quan tâm, xảy ra tình trạng thiếu thốn. Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định,
Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, trong quá trình làm nhiệm vụ, các chiến sĩ áo trắng ngoài việc chịu sự điều động còn là tâm huyết, sự tự nguyện chung tay cùng người dân thành phố vượt qua đại dịch. Dù còn những khó khăn bước đầu như khẩu vị, điều kiện sống, nhưng những điều đó không thể làm nản lòng các y bác sĩ. Bên cạnh đó, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế cùng các đơn vị luôn phối hợp tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt để các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành y. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng các lực lượng còn gặp một số khó khăn nhất định, nhưng vấn đề này chỉ là đơn lẻ. Bộ Y tế cùng thành phố Hồ Chí Minh luôn có bộ phận kiểm tra, theo dõi các khó khăn, vấn đề của đội ngũ y tế để kịp thời trao đổi, giải quyết. Bộ Y tế chưa rút lực lượng khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định, thông tin về việc lực lượng y tế các tỉnh thành rút khỏi thành phố Hồ Chí Minh là không chính xác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tất cả các lực lượng đang hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Từ nay đến ngày 15 tháng 9, chúng tôi chưa có kế hoạch rút bất kỳ ai khỏi bất kỳ vị trí nào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định, trong trường hợp có đơn vị rút quân số khỏi thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế sẽ tính toán đơn vị này phải chuyển vào bao nhiêu nhân lực thay thế. Ngoài ra, khi rút lực lượng khỏi địa bàn, các đơn vị phải chuẩn bị trước một giai đoạn cuối đầu. Trong giai đoạn này, lực lượng y tế đang thực hiện nhiệm vụ cần hướng dẫn lại cho lực lượng vào thay thế để đảm bảo công việc đồng bộ. Mong người dân yên tâm, lực lượng hỗ trợ đã làm và sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tất cả vì mục tiêu thiêng liêng là đẩy lùi được đại dịch khỏi thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trường Sơn chia sẻ. Thông tin thêm về công văn 7330 của Bộ Y tế có nội dung yêu cầu xử lý hành chính hoặc thu hồi chứng chỉ y bác sĩ tự ý bỏ việc. Thứ trưởng Bộ Y tế giải thích, công văn có 3 phần, nội dung rất rõ ràng. Nội dung đầu tiên là yêu cầu người đứng đầu cơ sở y tế bố trí nhân lực đảm bảo khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 và các bệnh khác. Mục đích chính của nội dung này là kiên quyết không để xảy ra tình trạng bỏ rơi, không tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác cần cấp cứu. Nội dung thứ hai là Bộ Y tế đang muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp với ngành y tế. Trong đó, Bộ Y tế cũng khuyến khích các hình thức khen thưởng các y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu. Về nội dung thứ ba, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong thời gian qua, một số đơn vị y tế trên cả nước đã có hiện tượng từ chối bệnh nhân, dẫn đến những tổn thất về sinh mạng. Thời gian đầu, có những y bác sĩ vì áp lực tâm lý mà không chịu nổi, tự ý bỏ việc. Công văn này không nhấn mạnh vào hình thức kỷ luật, mà khuyến cáo trong trận chiến, Bộ Y tế mong muốn toàn bộ lực lượng ngành y cùng chung tay vượt qua. Thứ trưởng Bộ Y tế Trường Sơn phân tích. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Thưa quý vị, trong số 7 chiến lược mà Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng sau ngày 15 tháng 9, đơn vị này đề cập tới phương án sử dụng thẻ xanh COVID để cho phép người dân tham gia các hoạt động tùy theo mức độ dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thiện tờ trình gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9. Trong số 7 chiến lược được đề xuất, ngành y thành phố đã đề cập tới việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Cụ thể, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra định hướng sử dụng thẻ xanh COVID để cho phép người dân tham gia vào các hoạt động, lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ dịch bệnh. Bên cạnh đó, thành phố cần từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa. Sau ngày 15 tháng 9, các ngành nghề đơn vị được phân loại theo khả năng xuất hiện và bùng phát dịch theo tiêu chí an toàn để từng bước khôi phục hoạt động. Về kế hoạch thực hiện cụ thể đối với thẻ xanh COVID, Sở Y tế sẽ xây dựng bảng đánh giá mức độ nguy cơ, tiến hành giám sát dịch tễ học, đánh giá ngưỡng đáp ứng hiệu quả của ngành y tế để đề xuất mức độ nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng, cập nhật tiêu chí an toàn của từng ngành, nghề khi thành phố từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với thẻ xanh COVID, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí và triển khai thí điểm. Theo bản dự thảo, Sở Y tế đã đưa ra một số điều kiện dự kiến đối với thẻ xanh COVID. Trong đó, Sở Y tế nêu rõ, một người được coi là tiêm chủng đầy đủ khi tiêm đúng số mũi vaccine theo khuyến nghị của hãng vaccine trong khoảng thời gian cần thiết để tạo kháng thể. Đối với những hoạt động được phép thực hiện, trong điều kiện thực hiện chỉ thị 15, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, F0 dưới 65 tuổi khỏi bệnh, không bệnh nền sẽ được đến tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng.
Nhóm này sẽ được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành và nước ngoài. Người tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, F0 dưới 65 tuổi, khỏi bệnh, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người mới tiêm 1 mũi được đến tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc, hạn chế tiếp xúc nhiều người, có thể đi công tác nội địa nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Trong trường hợp thực hiện chỉ thị 16, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, F0 dưới 65 tuổi khỏi bệnh, không bệnh nền sẽ được đến tham gia các hoạt động thiết yếu tại nơi công cộng như siêu thị, bệnh viện, phòng khám, đi học, đi làm, công tác nội địa. Người tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, F0 dưới 65 tuổi khỏi bệnh, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người mới tiêm 1 mũi, hạn chế đến tham gia các hoạt động thiết yếu và không thiết yếu tại nơi công cộng, được đi học, đi làm nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc nhiều người, nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Theo dự thảo kế hoạch của Sở Y tế, sau ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh còn cần bao phủ vaccine cho người dân trên toàn địa bàn, thực hiện hóa thông điệp, sống khỏe trong môi trường có dịch, chăm sóc, quản lý F0 dựa vào cộng đồng, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm các F0 tử vong, giám sát dịch tễ, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, phục hồi hệ thống y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.